Đẹp. Thật vương điều. Chúng ta phải lấy đất ở đồi, đất vàng như thế này nhé. Không cần lấy đất tốt đâu. Lấy được đất sạc lở là ngon nhất. Đây vương được mấy trăm vịt. Đấy. Vương phải úp cái mặt hột điều xuống. Nó không cài được hột này nè. Đấy, cho nó nổi cái lưng này lên nè. Cháu mọc không mới mọc được. Nó phải đặt hột giống thế này dễ vịt. Ngày tưới một hai lần thôi, một lần càng đẹp. Đặt thẳng bịch nhé. Đây là mình ương của nhà nhé, không phải là ương bán đâu. Hôm nay đóng được mấy trăm bịch rồi. Đó, cách lựa điều giống. Chọn những hạt sáng bóng. Đây khô. Bị chết cứng quá. Này, nào nào này được. Vài bữa nó chìm xuống. Vừa thôi không. Đấy. Cường điều nhanh không? Đây là giống điều cổ xưa. Sai trái lắm. Đó, tí cho xem đoạn mấy cây điều đang chín nhỉ.
Ương mấy hột này nữa nè. Dạ bộ ương riêng 4 hột đây. Tươi nè. Bốn hột này cho ra 4 bịch này nhé. Bốn hột khủng lồ. Tỏ có mấy hột kia. Này như thối đây mà. Hồi này không bán nên không tươi quá mà. Khô thế này. Giờ đang có quả không? Chỉ cho các bạn cách ghép điều thôi. Chứ nó đang có quả không ghép được. Ghép là ghép vào đầu mùa mưa nhá. Mình lấy ví dụ một cái cành ghép đi. Ghép cây lon cũng như cây già. Đây. Chọn một cái mắt như này nhé. Cắt ra. Da phải da sạch chưa? Đó. Như cái này đi. Mang lên đây ghép cho mà coi. Đó. Để hết lá đi. Này nha. Đấy, hột nó to như thế này. Đâu? Đây, trong hai hột. Cái này hột to chà bá hả? Kinh sao mà? Đấy. Mấy đại cái này ghép được. Cái... Có nhiều. Chéo như này nhá. À. Quay cầm quay hộ phát nhỉ. Không có máy quay bắp quá này. Yeah. Ví dụ như đây là một cái con nhá. Cắt đây cách, ví dụ đây là mặt của cái gốc này. Trên 10 cân. Đây là mình ghép thử thôi. Ghép cho các bạn xem thôi. Bạn ấy lấy cái kéo ấy, kéo bấm cảnh ấy. Đó, bấm nó ngon hơn. Đây mình ghép thử cho các bạn xem. Các bạn trẻ xuống một đường nha. Đó. Có 3 phân thôi. Rồi mất ghép lại mình có một tay là ghép nó khó nhé. Mất ghép để như này. Đó. Vừa khớp vào nhau này. Đó. Buộc cái cạnh
ghép bằng chỗ, quay bằng cái điện thoại này, không có chỗ để. Giấy ăn, cuốn thức ăn này được này. Bạn cuốn như này nhé. Đây cái đồ này, các bạn phải đặt mua cái đồ quấn á, quấn kín à. Quấn hết lên ngọn non. Ngọn quấn kín đừng để cho nước nó vào ngọn này nhá. Mình quấn lớp mỏng thôi nè. Sau này nó tự nó. Chỗ này các bạn cuốn chặt rồi này, cái cang mà đấy cho nó nhỏ này này, đó cuốn như vậy nha. Cang mà cho nó chắc. Rồi, bữa nó mọc mình cho các bạn xem. Cho các bạn cho nó chắc. Đấy là một kiểu ghép nhé. Mình hướng dẫn các bạn cách ghép tiếp theo. Đây là mắt ghép. Đấy, quấn kỹ vào. Cái này đơn giản thôi. Đây, ví dụ đây là cái gốc này. Cắt cái điều non đó. Còn muốn tái canh nhiều già thì mình chọn cho. Mình chọn một cái cành nó như này nhá, nó mới mọc ra như này nhá. Đấy. Đấy những cái cây nó sai quả đi. Giờ có quả không nên cắt ghép làm gì. Chờ nó thu hoạch xong ạ. Mình ghép cho các bạn xem thôi. Đây này, những cái cành bị bệnh như này không nên ghép này, nó bị sâu đen đen này, cái quay nó không lấy nét này, đó, về đây không được, không lấy làm gì nhá, chọn một cành khác. Đây nó đang nó chưa có ngọn, đấy, chọn cành mật này này. Bẻ hết lá đi. Có một tay đây nè. Khó làm phết. Không phải quay nữa. Đây. Dễ nào. Đừng là nó tét mắt là được. Đó. Như là một cái sợi to đây. Ghép đi đâu. Mang xuống cái cây này.
hết cây sai. Chọn cái sai này. Nhìn nhiều trái tí mà ghép. Đấy, mình lấy cây đây. À, đây đây. Đây là mình ghép cho các bạn xem thôi. Cái cây này, cây to như này này. Rồi. Bạn chặt. To quá, rào không chặt được. Cả mấy cưa đây nhá. Máy quay đây. Lấy được cái cưa mà cắt. Mình không có đồ, không phải lấy được. Nếu cắt đừng để nó té cái này nhé. Tét là hỏng. Chắc nó nhiễm bệnh. Đó, ví dụ là cái cành nó như thế. Cành đẹp mà cắt cưa là đẹp. Ghép bạn trên này đi. Cắt một khúc này. Đó. Đó, cây này thế này. Rớm vào này. Đó. Rớm vào đây. Đó. Yeah. Máy quay. Đặt ở đây nha. Đặt thẳng ở đây. Như vậy. Đây. Quấn kín cả cái mặt này luôn. À. Quấn cái này nhá. Tay chân sạch sẽ là nó nhiễm vi khuẩn mà. Bệnh. Mình quấn nhẹ nhẹ ra. Đó, quấn như vậy.
ghế này sau này nó tiện nó nghỉ luôn. Đấy, thích nhỏ nhỏ đây này. Cuối cùng mạng rít thật nhỏ cũng chắc à, chắc nhỉ, nhẹ tay à, không đứt đấy nhá. Đó vài bữa nó nên quay lại video sao cho. Không được để hở thế nào hết. Tại vì cái này nó là nghịch nên là nó bị giật. Nên các bạn ghép ở đây thì trên này là phải chặt hết. Chặt hết luôn, cho nó thoáng ha. Chặt hết cái này. Các bạn cắt đến đây này. Đó, cắt đến đây. Để lại cho nó cành này với cành kia. Và cắt trên đây. Cắt hết mấy cành này. Mình cắt đến đây. Cắt đoạn này là ghép tiếp một mắt nữa. Một tiếp đây mắt nữa cũng được. Đấy. Thế thôi. Nhớ thấy hay nhớ đăng ký kênh nhé.